Soi kèo Oman với Thái Lan 21 giờ 30 ngày 21 tháng 1. Tưởng chừng như với bàn thắng trên chấm penalty và lưới Ả Rập Saudi từ khá sớm, thì đội tuyển Oman đã có thể nghĩ đến một kết quả từ hòa đến thắng trong trận đấu đầu tiên của mình ở vòng bảng. Tuy nhiên, những gì mà đoàn quân của huấn luyện viên Ivankovic có được đến hết giờ cũng chỉ là trận thua ngược với tỷ số 1-2 khi mà Ả Rập Saudi đã đưa những quân bài mạnh nhất của đội bóng này vào sân. Dẫu vậy, đây vẫn chưa phải là dấu chấm hết đối với Oman, bởi họ vẫn còn quyền tự quyết trong tay nếu như giành chiến thắng trong cả hai trận đấu còn lại. Tuy nhiên, không phải cứ muốn là sẽ được, bởi Thái Lan hay Kyrgyzstan vẫn được xem là đối thủ đồng cân đồng lạn so với họ, hoặc chí ít chỉ nhỉnh hơn phần nào đó. Bước vào cuộc chạm mặt với Thái Lan, tất nhiên đội bóng của huấn luyện viên Ivankovic vẫn được đánh giá mạnh hơn so với đại diện đến từ Đông Nam Á. Và trong 6 lần gặp nhau trước đó, thì đội tuyển Oman đã có đến 5 chiến thắng và chỉ mới để thua duy nhất một trận trên sân nhà đối thủ. Vì vậy, với việc đặt quyết tâm giành lấy 3 điểm để giành lấy cơ hội đi tiếp, thì người hâm mộ của Oman hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết quả tốt nhất dành cho đội bóng con cưng của mình. Khi mà đội bóng của huấn luyện viên Ivankovic gần như sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất. Phía bên kia sân, đội tuyển Thái Lan đang là niềm tự hào số 1 của Đông Nam Á, khi họ là đội bóng duy nhất trong khu vực có được chiến thắng ngay trong trận đấu mở màn của mình tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Đội bóng của huấn luyện viên Masatada Isi đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước Kyrgyzstan với cú đúp đến từ Supachai. Với chiến thắng vừa kể trên, thì lúc này bầy voi chiến đang có lợi thế rất lớn trong việc giành lấy một trong hai tấm vé đi thẳng đến vòng 16 đội. Khi mà ở thời điểm này, Thái Lan đang tạm dẫn đầu ở bảng F, tuy có cùng số điểm với Ả Rập Saudi nhưng họ vẫn xếp trên nhờ vào hiệu số bàn thắng và bỏ xa hai đội bóng còn lại đến 3 điểm. Vì vậy, chỉ cần đội bóng của huấn luyện viên Masatada Isi có thêm ít nhất 2 điểm ở hai vòng đấu cuối cùng, thì Thái Lan sẽ chắc chắn giành quyền đi tiếp. Lại nói về cuộc đụng độ với Oman, tất nhiên đây vẫn là đối thủ thường xuyên phải khiến cho người Thái khiếp sợ trong những lần hai đội chạm mặt. Và cơ hội để cho thầy trò huấn luyện viên Masatada Isi giành lấy chiến thắng trong trận đấu này là không nhiều, bởi đối thủ vẫn được đánh giá cao hơn voi chiến rất nhiều, dẫu cho họ đang có tâm lý thi đấu rất tốt sau chiến thắng trước Kyrgyzstan. Tuy nhiên, cũng đừng quên đây là trận đấu mà Thái Lan không cần phải mạo hiểm trước Oman. Bởi họ chỉ cần có được một điểm ở trận này, đã là thành công không nhỏ đối với đội bóng của huấn luyện viên Masatada Isi. Cần biết, Ả Rập Saudi phần lớn khả năng sẽ giành lấy chiến thắng trước Kyrgyzstan ở vòng 2. Khi đó, Ả Rập sẽ chắc chắn giành quyền đi tiếp và trận đấu gặp Thái Lan ở vòng đấu cuối cùng chỉ mang tính chất thủ tục. Soi kèo Oman với Thái Lan. Tất nhiên, Oman sẽ là đội bóng cửa trên trong trận đấu này với kèo chấp nửa trái. Song, đây không phải là mức chấp quá an toàn để giới bộ điệu có thể đặt niềm tin vào đại diện đến từ Tây Á. Như đã nói ở trên, Thái Lan gần như sẽ chủ động chơi phòng ngự trong trận đấu này và thật không dễ để cho Oman có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của voi chiến. Điểm qua 3 trận đấu gần nhất, Oman thắng kèo 2 trận trước đó và để thua kèo 1 trận trong trận đấu mở màn. Trong khi đó, Thái Lan đã thắng kèo châu Á trong trận mở màn và đội bóng này cũng đã thắng kèo 2 trong 3 trận gần nhất. Soi kèo tài xỉu Oman với Thái Lan, đây không khác gì trận đấu bản lề của cả Oman và Thái Lan. Bởi chắc chắn Thái Lan sẽ chơi phòng ngự trước đối thủ và dù cho Oman có bàn thắng mở tỷ số thì đội bóng này cũng sẽ lập tức lui về để bảo toàn kết quả. Điều này sẽ khiến cho kết quả phần lớn sẽ không có quá 2 bàn thắng được ghi, cũng như kết quả của trận đấu sẽ về xỉu cả trận ở kèo 2 trái 2 trái rưỡi mà các sàn giải trí đang mở ra. 868 VIP, sân chơi đỉnh cao, quà trao mỗi ngày. Dự đoán kết quả Oman với Thái Lan, dự đoán tỷ số không đều, dự đoán tỷ lệ châu Á, Thái Lan nằm dưới nửa trái. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, xỉu 2 trái 2 trái rưỡi cả trận.